vương quan cung trình mời để đam vương quan phi vương xiển bảo lòng đèn khác thường. Đâu đức nghe
quan tâu đỉnh vương quan đệ tử quan tiến bản vạn đàn dần dần sự tích như đệ tam đi hòa thay tử
cho trần gian. Một tay đại tử đệ ta cứu sinh phục lắm giải hoan cũng nhiều. Việc Tam Phủ, việc Tam Phủ tay quan sổ sách vâng lệnh trời lấy lực cầm cân sắc vua ba thượng đẳng linh thần hai bốn tháng sáu quân dân quan đầu trịnh trịnh giang thân dành gần gần sợ bóc anh vòng cầu sáng sáng áp dinh người con vua thoại quốc đồng đình để ta thấy từ lạc sinh ngôi đền đức đức gồm vẹn công dung hoa mạng bẩm sinh thần tứ chất long nhàn cùng thỉnh mời quan lớn đệ ca phi phương diện mạo đoàn trang khác chất chất giang về lên ngàn xuống về bạch giang từ thủy địa dạch lam đền thờ quan tê tan tiết tiểu vàng lòng lòng môn cô bản thành bản rất quý khó tức thì ra lâu đài điện các dân nước về thủy quốc một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly đừng đừng dân nước phép thời không ai đà qua đại giang sông lao sông cùng cả ai kéo quân quân về đồng đồng cả ba tranh khi vui chơi đàn tát tầm tầm tành ngâm phú vinh đàn tranh quan chơi đài áo mũ phao tô bắt bắt xăm ba đồng tử theo hồ vào cung vương phụ ra trời mẫu vương cùng có phen phi phương biến hoa vương nghệ an thượng hạ đại gia chiếc thuyền rồng trèo quế buôn loan khi chơi bạch hạc lúc xa sông Tam Cờ dạo thần thơ lê tàn viên nam đào truyền chư quân nhị đạo thiên phong tiếng chung kêu ơi cờ phất trong trong sông bè sau thuyền trước giữa dòng quát lênh đênh cầm cánh ca chiên vang anh ngói đốt xanh vàng chim nổi dư luôn triều đình văn võ bách quan sai lên đón rước quan lệ Tam Hồ Châu trên các lâu thơ âm phủ đồng bát hải linh tổ ta chúc trên thiên vua cha sáng ngày vàng phát đòi hoàng tử quan đệ tam bảo